Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình của Xe Tốt. Mình là Hưng. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một mẫu xe đan phân khúc hạng C, một chiếc xe cực kỳ là hot trong thời gian vừa qua, và giá cả của nó vẫn luôn luôn rất là tốt. Dù xe sử dụng 2-3 năm rồi, giá của nó vẫn dự giá rất là tốt. Và đây là một số hình ảnh về xe đó đấy ạ. Vâng, đó chính là chiếc Kia Cerato bản 1.6 Luxury. Thì nhân tiện đây mình chia sẻ với các bạn một chút về Cerato. Hồi năm 2019 thì Cerato sẽ ra mắt 4 phiên bản, trong đó có 3 phiên bản 1.6 có 1.6 số sàn và 2 bản 1.6 AT, và bản cao cấp nhất đó là bản 2.0, chúng gọi là bản 2.0 Premium. Thì các bạn đọc một số thông tin thì trên kia nó sẽ ghi là bản 1.6 thường, 1.6 Dulux, xong đến 2.0 Premium. Nhưng mà thực ra của nó sẽ là 1.6 Dulux, xong 1.6 Luxury và 2.0 Premium. Đó, đây các bạn quay gần giúp mình về phần đầu xe này. Đây các bạn nhìn nhá. Thì mình nói qua để ví dụ như ở bên ngoài thì chỉ có duy nhất bản 2.0 Premium thì nó có hệ thống đèn LED thôi. Còn đây là tất cả là đều là dạng đèn thấu kính thôi. Đó, đây. Về bên sườn xe. Bạn quay gần giúp mình về phần lốp này. Xe này mới chạy là 3 vạn. Đây các bạn nhìn bề mặt lốp này, còn khá là dày. Đây, đây là cái date sản xuất của lốp này, năm 2019. Xe thì trang bị vành là vành 17. Trên gương có tích hợp đèn xi nhan này, các bạn để ý này. Có chiếc camera nhá. Thì mình nói là chủ xe này đã độ một gói camera 360 độ. Thì chiếc xe này gần như sơn của nó là nguyên bản 100% luôn. Và chiếc xe này mình vừa mới lấy về ngày hôm qua. Thì hôm nay mình quay lên sóng cùng các bạn cùng xem. Đó, nó là rất là mộc này. Có một số vết trước va chạm thì tí mình sẽ quay các bạn xem này. Đây các bạn cùng theo dõi phần cốp này. Xe có một cái cốp khá là rộng. Đây mình sẽ. Xe được trang bị 5 lốp, 5 vành như nhau, và chiếc lốp này đã hạ và chủ xe đã sử dụng rồi. Đây các bạn để ý về phần keo chỉ này. Keo chỉ của xe thì mình cam kết nó là nguyên bản. Đây nghe đóng tiếng cốp này. Khá là chắc chắn. Đây về phần đằng phía sau này có một số vết va chạm mà mình sẽ tút tát lại này, bởi vì xe mới lấy về. Đây trên cánh cửa cũng có một vài vết xước răm. Nói chung là nó chỉ là những cái vết xước ngoài da thôi, không đáng kể đâu. Mình sẽ quay tổng thể chiếc xe. Đây trên cánh cửa thì cửa khóa thông minh thường thường sẽ có thêm nút bấm mở cửa. Các bạn nhìn cái phần ghế da của nó này, về phía sau này. Khá là mới xe này, nếu mà mình về dọn dẹp tẩy rửa lại cái bộ ghế này thì gần như là một chiếc xe mới luôn. Và các bạn để ý phần trần xe, chủ xe đã bọc trần xe bằng trần da, bởi vì là chủ xe bảo là anh không thích để nó là nỉ, bởi vì nỉ thì nó rất là bẩn và khó vệ sinh, thì khi bọc da vào thì dễ hơn. Đây mình sẽ quay về phần trước này. Đây các bạn nhìn cái da này. Nếu mà một chiếc xe mà sử dụng nhiều, với tần suất nhiều và đi nhiều ấy, thì cái da này chắc chắn nó phải xuống cấp. Nó sẽ có những hiện tượng là nhăn, nứt gì đó. Đây phần cửa sổ trời này. Đây mình sẽ khởi động máy lên các bạn cùng xem này. Ở phần trong này ví dụ như là bản 2.0 thì nó sẽ được trang bị một số option hơn. Ví dụ như là có điện thoại sạc không dây này. Xe này thì trang bị có hai túi khí, và bản kia sẽ là trang bị
túi khí nhiều hơn. Mình vừa giới thiệu như này và mình sẽ up thông tin trên video, là mình sẽ chèn vào các thông số của các bản để các bạn tiện thể so sánh option các bản. Bởi vì thực sự là mình đi quay này thì mình nói thì nó cũng sẽ nhiều cái nó sẽ không được đầy đủ bằng mình chèn vào, thì các bạn sẽ nhìn dễ hơn. Đây, bạn có thể sang bên đây giúp mình quay về phần vô năng vậy ạ. Đây, bạn quay gần giúp mình về phần km này. 2.9 nhá, sắp xỉ gần 3 vạn rồi. Trên vô năng thì xe có tích hợp các nút điều khiển, ví dụ như màn hình trung tâm này, rồi cruise control này. Và bên tay trái đây thì nó sẽ có các nút điều chỉnh về âm lượng âm thanh, điện thoại rảnh tay và ra lệnh giọng nói. Chiếc xe này chỉ có duy nhất là đèn pha auto thôi, còn gạt mưa vẫn là gạt mưa tay. Còn ở trên bản 2.0 thì nó sẽ cả hai đó đều là tự động. Ghế điện thì chỉ trang bị trên hai bản, đó là bản 1.6 Luxury và bản 2.0 Premium. Còn hai bản còn lại thì đều là ghế cơ. Ghế điện này thì là chỉnh 10 hướng. Rồi, phần nội thất mình cũng có quay qua qua này như thôi. Bởi vì mình cũng không gì, đây mình cũng không phải là review xe quá kỹ. Mình sẽ, chủ yếu là mình sẽ quay để các bạn nhìn cái xe và cảm nhận cái xe đó nó còn đẹp hay không thì các bạn tham khảo. Đây, mình sẽ mở phần máy các bạn cùng xem. Đây, bạn quay giúp về phần máy này. Đây, quay về ốc các bạn nhìn nhé, mình lau sạch này. Ốc nguyên bản nó chưa có tháo ra vặn vào đây. Chỉ này, đường chỉ vẫn rất là đều và mềm. Cái khoang máy thì bên mình chưa dọn bởi vì xe mình mới lấy về nên các bạn hơi khó nhìn một chút. Đây, mình sẽ quay chi tiết hơn về các con ốc. Các bạn để ý ốc mặt máy này, ốc chân máy này. Đó, phần nhựa này thì nói chung là nếu mà mình dọn dẹp và mình sẽ tẩy rửa một chút thì nó không khác gì một cái máy mới đâu, bởi vì xe mới chạy có 3 vạn thôi. Đây, các bạn nhìn về cái đèn này thì cái đèn này nó đang bị hấp hơi nước, thì bên mình sẽ xử lý và sấy khô và kiểm tra nguyên nhân xem là nó có bị nứt nhức chỗ nào không. Bởi vì thực sự mình bán khá nhiều chiếc Cerato này rồi, không hiểu tại sao thì gần như mua chiếc Cerato nào về cũng có xe bị cả hai, có xe bị có một bên. Đó, thì mình không biết là do lý do gì. Thì chiếc xe này thì nó là động cơ 1.6 cộng với hộp số là hộp số 6 cấp, thì công suất cực đại của chiếc xe này nó là 128 mã lực. Còn bản 2.0 thì nó sẽ là 159 mã lực. Thì cái thông số đó thì mình sẽ chèn ở trên video. Rất là dễ, sẽ có cả luôn cả mo men xoắn rồi các thứ về các loại hộp số của xe. Chiếc xe này thì mình xin báo giá với các bạn là mức giá là 595 triệu. Thì cái giá đó thì tất nhiên là các bạn có thể qua xem xe và chúng ta có thể thương lượng. Quan trọng nhất là các bạn có thích chiếc xe này hay không thì chúng ta sẽ bàn về giá. Chiếc xe Cerato này mình thấy vài năm vừa qua thì nó khá là hot. Mua đi bán lại ở trên thị trường ấy, thì chiếc xe này nó không mất giá quá cao. Hồi 2019 thì chiếc xe này với mức giá công bố đó loanh quanh khoảng độ là 635 triệu, cộng thêm chi phí tiền biển vào rồi tiền thuế thì nó khoảng độ gần 700 triệu. Thì dụng rồi thì chiếc xe này nó rơi còn khoảng độ gần 600 triệu, là trong 3 năm đó nó mất gần 100 triệu. Thì mình thấy nó khá là hợp lý rồi. Tại sao các bạn cứ bảo cái xe này nó đắt, nó giá nó cao vậy? Bởi vì là thực sự là do nhu cầu của thị trường Việt Nam mình. Bởi vì chiếc xe này nó hot, mua đi bán lại nhiều và rất nhiều người thích, nên cái xe khảnh nó đội giá nên nó như vậy. Mình có chia sẻ một chút thông tin về chiếc xe, quay toàn bộ xe từ ngoại thất đến nội thất và phần máy. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi video về chiếc xe này nhé. Bạn nào có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp bên mình.
qua số điện thoại ở phía dưới hoặc qua trực tiếp địa chỉ công ty mình ở 112 Nguyễn Chánh Cầu Giấy các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.